Hi everyone. Bữa nay chúng ta sẽ học về các cách nói khi mà chúng ta gặp cái vấn đề về sức khỏe, tức là medical problems. Thì đầu tiên đó, chúng ta sẽ có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với lại have got hay là has got, và chúng ta cộng với lại cái problem mà chúng ta đang có. Thì trong cái trình độ A1, A2 này chúng ta sẽ có một số các cái medical problems mà chúng ta hay gặp. I've got a headache. I've got a backache. I've got a runny nose. I've got earache. I've got stomachache. I've got a temperature. I've got a sore throat. I've got a bad cough. Và để hỏi hoặc là nói về để nói về cái sức khỏe của mình đó, thì khi hỏi thì chúng ta sẽ hỏi là how do you feel, hoặc là have you got a headache, hoặc là have you got a bad cough, have you got a temperature? Thì để trả lời đó, thì các bạn sẽ nói là thông thường chính là I don't feel well, hoặc là I feel sick, I feel ill. Và để đưa ra các cái advice, tức là chúng ta đưa ra các cái những cái lời khuyên đó, thì các bạn có thể dùng cấu trúc imperatives. Chúng ta nhớ cấu trúc imperative là chúng ta dùng động từ ha, không có dùng chủ ngữ, dùng động từ nguyên mẫu các bạn. Ví dụ các bạn nói là drink lots of water ha, hoặc là chúng ta dùng các cấu trúc như là you need ha, you should hoặc you shouldn't. Ví dụ như mình nói là you need to take this medicine once a day, hoặc là you should go to bed, hoặc là mình nói là you shouldn't take lemon juice with sugar. Nếu các bạn chưa xem các cái video của mình về cái imperatives hoặc là các cái modal verb should hay shouldn't, mình sẽ để link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Thanks for watching.